Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi quá trưa. Lúc này ở nhà có một mình tôi, mọi người đều đi làm, đi học. Rảnh rỗi tôi thực hiện chương trình nói về chữ và nghĩa trong cái nền văn học tiếng Việt. Hôm nay tôi sẽ trình bày cách học chữ Hán của người xưa. Người xưa học chữ Hán học như thế nào? Ở đây tôi tóm tắt lại. Chúng ta biết cái nền văn học của Việt thì sử dụng tới ba bộ chữ. Nếu ta xét theo cái trục thời gian thì tới thế kỷ thứ 17, đó là một cái mốc quan trọng. Thì từ đây bắt đầu thực dân Pháp xâm chiếm các nước để thực hiện chính sách thực dân. Thì từ thế kỷ 17 trở về lui mấy ngàn năm trước thì nước Việt chúng ta sử dụng dạng chữ gì để mà sáng tác, để mà tạo ra các tác phẩm, các siêu tác phẩm. Lúc đó các cái tiền bối đều dùng dạng chữ Hán, dạng chữ Hán. Chữ Hán là một dạng chữ hình vẽ được sử dụng rất là rộng rãi ở vùng Á Châu. Dĩ nhiên nó được sử dụng trong cái nước Trung Hoa, Trung Quốc, rồi tới các cái nước lân bang như là Triều Tiên, tức là Đại Hàn, Nam Bắc Hàn, rồi tới Nhật Bản, rồi tới Việt Nam. Đặc trưng của chữ Hán như chúng ta đã từng biết, nó là hình vẽ và cái âm đọc của cái chữ là tùy theo phương ngữ. Do đó ta có thể coi chữ Hán là những siêu ký hiệu, tự thân của nó là hình vẽ dùng để diễn nghĩa. Còn cái âm đọc của nó thì tùy theo phương ngữ. Như vậy thì ngày xưa các cụ đọc các cái chữ Hán không phải bằng những cái phương ngữ của phương Bắc. Phương Bắc chẳng hạn như là Bắc Kinh hay là Quảng Châu, cao nữa thì như là Thượng Hải hay là Phúc Kiến. Không phải, các cụ đọc chữ Hán bằng âm Việt. Từ đó chúng ta mới có cái nền chữ, cái kho chữ gọi là kho Hán Việt. Tức là bên đây thì các cụ viết chữ Hán, chẳng hạn như bây giờ viết chữ gì, chữ nhân đi, viết về thì cái ký hiệu này quy ước là người,
Nhân là người, thì khi nhìn thấy ký hiệu này thì người ta không ép buộc chúng ta phải đọc theo một cái âm nhất định. Thí dụ người Bắc Kinh thì họ đọc là rỉnh, người Quảng Đông thì họ đọc là dành, còn người Việt Nam chúng ta thì đọc là nhân. Nhân. Và sau này chúng ta có chữ quốc ngữ thì ta ghi cái âm nhìn chữ này là nhân, người xưa đọc là nhân, nhưng ngày nay thì chúng ta viết là ớ anh ân nhờ ân nhân, ớ anh ân nhờ ân nhân. Từ thế kỷ 17 trở về trước, khi nói chữ nhân thì người ta viết chữ này. Từ khi các cha đạo dùng cái ký tự Latin để ghi cái âm đọc tiếng Việt, thì khi nghe chúng ta đọc nhân thì họ viết cái chữ này, ớ anh ân nhờ ân nhân. Vậy thì bạn nhìn vô đây, bạn thấy có sự khác biệt rất là rõ. Một bên là hình vẽ diễn nghĩa, còn một bên là ký tự phiên âm nhìn vào cho phép chúng ta đọc được cái âm. Cứ như vậy mà phát triển, thì vì do đó chúng ta có thể nói ngày xưa các cụ học cái chữ Hán, học cái kho chữ Hán bằng những cái hình vẽ. Hình vẽ, thí dụ khi mà nói là bách niên hảo hợp đó, thí dụ các cụ viết chữ này, viết vầy, muốn viết chữ bách thì viết vầy, thì chữ này nhìn vô đọc là chữ bách. Các sau thế kỷ thứ 17, 18 thì các cái cha đạo nhìn chữ này thì các cha đạo viết là bách, a chờ ách bờ bách sắc bách. Niên thì thời Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Thanh Quang thì sẽ viết như vậy. Nhìn chữ này thì các cụ đọc là niên. Niên hình vẽ của con trâu trong ngày lễ Tết, thì ngày nay chúng ta viết chữ này là niên, i-e-n yên, n-i-n niên. Hảo, hảo thì các cụ viết như vậy, và thời trước các cụ viết như vậy, ngày nay thì chúng ta viết như vậy. Ao ao, hậu hao hỏi hảo. Họp, họp thì ngày xưa các cụ viết vậy, thì ngày nay chúng ta viết như vậy. Đó. Như vậy thì ngày xưa các cụ học chữ Hán là học các cái siêu ký hiệu, là những hình vẽ có cấu trúc nội tại dùng để diễn nghĩa. Còn cái âm đọc thì là âm đọc rất đa dạng. Người mỗi phương ngữ đọc một khác. Thí dụ người tôi đọc theo âm Quan Thoại, bày nén hào hở. Bày nén hào hở. Đó là tiếng Quan Thoại. Nếu tôi đọc theo âm tiếng Quảng Đông thì là bạc nền hữu học. Bạc nền hữu học. Và nếu tôi đọc theo âm tiếng Hán Việt thì là bách niên hảo học. Sau này các cha đạo để dễ nhớ thì mới dùng nhớ cái âm của nó, thì các cha đạo mới dùng cái ký tự A, B, C, D, D, E, vân vân, và ráp nó lại quy tắc đánh dần. Đó, thí dụ như là A chờ ách, bờ ách bách, sắc bách. Đó, với thanh điệu sắc quyền nặng hỏi ngã, nặng thì
tạo ra một cái dạng chữ mà ngày nay chúng ta gọi là chữ quốc ngữ. Vậy thì từ thế kỷ 17 trở về trước, chúng ta không có chữ quốc ngữ. Không có chữ quốc ngữ thì các cụ hay là người xưa họ sẽ học cái kho chữ Hán bằng âm Hán Việt. Thế thì chúng ta hãy phân tích giữa hai dạng chữ này. Dạng chữ này khi viết lên thì người ta hiểu nghĩa. Thí dụ như người Việt chúng ta viết bốn chữ này thì bất cứ người Hoa nào, người Hoa Quảng Đông, người Hoa Triều Châu, người Hoa Phước Kiến, người Hoa Hải Nam nhìn vào thì đều biết chúng ta nói là Bách Niên Hảo Hợp. Tức là họ không cần biết cái âm là Bách Niên Hảo Hợp mà họ nhìn vô bốn chữ này là họ hiểu nghĩa. Còn ngày nay khi chúng ta dùng cái chữ quốc ngữ viết như vậy thì nhìn vô thì chúng ta đọc được cái âm là Bách Niên Hảo Hợp, nhưng chúng ta không hiểu cái nghĩa của nó. Không hiểu cái nghĩa của nó vì cái đây chỉ là cái ký hiệu phiên âm. Tóm lại, người xưa học chữ Hán là học các cái chữ hình rẽ, còn cái âm đọc là do các cụ áp cho nó, quy ước cho nó cái chữ, cái âm đó là phải đọc như vậy. Thí dụ bây giờ ta viết, các cụ nhìn thấy trong văn bản của người Hoa có chữ này, thì các cụ hiểu ngay đây là một cái câu chuyện, một cái tác phẩm có tên là Tam Quốc Chí. Nhưng mà người Quan Thoại nhìn vào chữ này họ cũng hiểu đây là một câu chuyện nói về chuyện ba nước, nhưng mà cách đọc của họ thì họ sẽ đọc là San Cổ Sư, San Cổ Sư Di. Nếu mà chúng ta thêm Tam Quốc Chí nghĩa, nhưng mà nếu người Quảng Đông thì họ đọc là Sam Quốc Chí, nhưng người các cụ ngày xưa thì đọc là Tam Quốc Chí nghĩa. Do đó ngày xưa các cụ học chữ để lấy nghĩa chứ không có chú ý đến cái âm. Cái nghĩa này nó có tính chất lan rộng khắp vùng Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam xưa. Nó là một ký hiệu được mọi người hiểu đúng nghĩa của nó. Bây giờ ta mới nói cái ký hiệu, cái siêu ký hiệu của chữ Hoa. Thấy nó là những hình vẽ quá phức tạp. Bởi vì mỗi một cái chữ là một cái hình, một cái nghĩa. Thí dụ, giày cũng là chữ, màn 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 giày cũng là chữ. Đó. Rồi phức tạp hơn nữa thì chúng ta thấy thí dụ như thế này, chữ biến chẳng hạn. Đó. Chữ nhạc chẳng hạn. Vân vân. Thì chúng ta thấy cái ký hiệu, cái nét chữ của nó quá là biến hóa, quá là nhiều. Quá là nhiều. Như vậy làm sao mà chúng ta nhớ được? Thì ra mấy người mà
chưa có hiểu được cái tính quy luật cấu tạo ra cái dạng chữ này thì đều nhìn vô là dội, cho là chữ Hán là quá khó, quá khó đi, không thể nào học mà nhớ hết được. Và họ bỏ đi, họ có cái chữ phiên âm rồi, có cái chữ quốc ngữ rồi, họ xài chữ quốc ngữ, rồi dần dần với cái sự cố ý của người Pháp, nó cắt đứt cái nền giáo dục dạy chữ Hán, nó chỉ chấp nhận cái nền giáo dục dạy chữ phiên âm, tức là chữ quốc ngữ. Rồi dần dần 1 năm, 100 năm, 200 năm thì gần như con cháu của chúng ta không còn dính líu gì với, không còn nhớ được cái chữ, những chữ Hán, những chữ mà chúng ta ngày nay còn thấy trong các cái cột, ở trong các cái chùa miếu xa xưa, hay là trong những cái tác phẩm văn học Hán Việt, Hán Nôm. Chúng ta nhìn vô đó chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu nó là cái kho chữ mà tổ tiên của chúng ta đã từng dùng nó trong cái vấn đề sáng tác văn học. Ở đây tôi sẽ lướt qua, trình bày lướt qua cái cách, cái quy tắc để mà chúng ta nắm vững, để chúng ta học các cái chữ Hán đọc theo âm Việt. Sau đó nữa, từ thế kỷ 18, thời vua Quang Trung thống nhất chấp nhận cái dạng chữ Hán Nôm, tức là một dạng chữ hình vẽ của riêng người Việt, thì chúng ta sẽ hiểu được cách học chữ Hán, Hán Việt và Hán Nôm như thế nào. Làm sao học được chữ Hán Việt và Hán Nôm? Các bạn thấy những cuốn sách Tam Thiên Tự. Tam là ba, thiên ở đây là ngàn, chứ thiên ở đây không phải là trời. Đó. Tự ở đây là chữ, chứ tự ở đây không phải là chùa. Tam Thiên Tự là 3.000 chữ. Tự điển Việt Hán, Hán Việt từ điển. Rồi những cuốn sách trong đó tràn gian là những chữ hình vẽ. Đó là nền văn học của người Trung Quốc. Bạn thấy họ có thể đọc được những cuốn sách mà trong đó chữ giống như là những con kiến. Những con kiến. Vậy thì làm sao họ học được? Họ có thể học được. Thật ra là nó có quy tắc. Đầu tiên thì tôi sẽ trình bày. Cái thứ nhất là các cái nét. Thứ nhất là nói về nét. Bởi vì nói về chữ, chữ hoa thì ta nói nét. Thí dụ chữ này là, chữ nhất là một nét, chữ nhị là hai nét, chữ thổ đi, tức là thêm một gạch đứng nữa đó, thì là 3 nét. Chữ thập đi là 2 nét. Đó. Rồi chữ điền đi. Đó, 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét. Chữ điền là 5 nét. Chữ nhật đi, nhật là mặt trời á. 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét.
Rồi chữ mục đi, mục là con mắt á. À. Một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, năm nét. Chữ tù đi là một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, năm nét. Đó, thành ra cấu trúc của chữ hoa là tính theo nét. Có những chữ một nét và có những chữ hai mươi mấy nét. Bây giờ những nét đó là những nét vẽ, những nét vẽ cơ bản lấy từ đâu? Lấy từ cái hình này là chấm và hai cái tia dọc, tia ngang. Tia dọc là tung, tia ngang là hoành. Hoành là ngang, tung là dọc. Rồi bốn cái tia xiên. Đây là ta có thể nói là dấu sao, dấu sao giống như là mặt trời vậy đó. Bạn thấy đơn giản không? Tất cả các chữ hoa đều có cấu trúc lấy từ các nét vẽ của hình sao hay là hình mặt trời. Bây giờ chúng ta thử thí dụ. Thí dụ bây giờ gạch ngang á là nhất. Ra gạch ngang nè. Rồi gạch ngang, gạch dọc là thập. Đây nè, gạch ngang, gạch dọc nè là thập. Rồi bây giờ gạch ngang ngắn, gạch dưới dài, rồi gạch dọc là chữ thổ. Thổ là đất. Chữ này là đất, là thổ. Giải thích thì là mặt đất mọc lên cây, trên đó mọi cái sinh vật nảy nở. Chữ thập tức là tất cả, hay là thổ. Chữ này là chữ thổ, là tất cả. Còn chữ thập này nè là đủ hết, tứ, mười phương. Mười phương đủ hết. Chữ nhất này thì có lúc nó là mặt đất, có lúc hiểu nó là mặt trời, có lúc hiểu nó là đất, có lúc hiểu nó là người, có lúc hiểu nó là trời. Thí dụ như trong cái chữ tam, chữ tam là một nè, trời à, này là người nè, này là đất nè. Đó, tam là ba, đất, người, trời. Và nếu ở đây ta có một dọc đứng nữa thì là chữ vương. Vương, vương là vua đó. Vương, cái dọc đứng này là biểu trưng là một cái người đứng trong cái thế giới loài người, đầu đội trời, chân đạp đất, mà quản lý hết, quản trị hết các cái cõi nhân gian này. Thì đó là vương. Vương là vua. Vua là chủ của cái cõi, một cặp một cõi. Bây giờ chúng ta thử viết những chữ khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta có chữ nhân. Nhân là vẽ về nè, sập đứng xuống nè, rồi về, rồi về, tức là chúng ta nè, về, rồi về là nhân. Nó là hình vẽ của một cái người bước đi. Bước đi ta lấy cái nét này, nét này với nét này, cách điệu cái hình vẽ này thành ra hình gì, là ta có chữ nhân. Đó, nếu mà ta lấy thêm hai cái gạch ngang này nữa thì ta có chữ đại. Nếu bây giờ ta nói lại cái phần ở trên cao á, một cái gạch ngang nữa phần này, thì ta nói nó là thiên, là trời. Trời. Rồi bây giờ ta có chữ này. Ví dụ bây giờ hồi nãy ta có chữ điền á. Điền là ruộng. Thứ nhất là ta có miếng đất. Dày là gạch đứng, gạch ngang,
gạch xuống, rồi ở đây ta gạch ngang, chia xuống, gạch về, thì ta có chữ điền. Chúng ta nói mặt của thằng này hình chữ điền là mặt mạnh mẽ, vuông vức. Rồi ta có chữ này, gạch ngang xuống về, về gạch dưới về, ta có chữ ngũ. Ngũ là năm, ngũ ở đây là năm, thì chúng ta nói nó gác chân hình chữ ngũ, gác chân chữ ngũ, chữ ngũ nè, cái chân nó gác vậy là chữ ngũ. Nếu ta hiểu chữ hồi xưa ta mới hiểu các cụ nói là gì. Hay là về thì là chữ nhật, là mặt trời. Như vậy là bạn mới thấy tất cả các chữ Hán đều tạo bởi nét, và lấy các cái nét lấy ra từ cái hình sao. Ví dụ chúng ta có mặt đất mọc lên ra lá chữ thượng, mặt đất mọc xuống ra rễ chữ hạ, mặt đất mọc lên mọc xuống ra lá ta có chữ mục, mặt đất mọc lên mọc xuống ra lá ta nói cái phần gạch ngang ở dưới ta có chữ bản là gốc, gạch ngang xuống rồi ta lấy hai cái gạch này và ta lấy cái phết này ta có chữ hòa, hòa là cây lúa, gạch ngang gạch xuống về ta lấy hai cái chấm này ta có chữ mễ, mễ là gạo, mễ cốc đó là gạo, gạch ngang xuống về là chữ mộc, về nữa là chữ vi, vị, vị tức là chưa có trưởng thành, vị thành niên. Do đó bạn mới thấy là tất cả các cái chữ Hán đều gồm các cái nét cơ bản lấy ra từ cái dấu sao. Ta thử viết một chữ tương đối phức tạp chẳng hạn, ví dụ chữ y đi, chữ y, y tế rồi đó, thì gạch ngang nè, gạch xuống nè, dày nè, gạch dày nè, gạch ngang nè, dày nè, dày nè. Ở đây là chữ khuôn, ở trong này là chữ thỉ, thỉ tức là mũi tên á, tức là cái vật nhọn. Rồi xuống nè, dày, gạch ngang, dày nè, dày chữ thù, thù là cái loại vũ khí dao kiếm. Rồi ở dưới gạch ngang xuống, rồi gạch ngang nữa, dày, dậu, dậu là gốc rượu. Vậy là chữ này là chữ y, chữ y. Ta thử viết chữ nghị, chữ nghị thì làm vậy, chấm nè, gạch ngang nè, gạch ngang, hai cái này gạch ngang xuống, rồi xuống xuống vậy nữa, rồi dày, rồi dày. Bên đây chữ thù, đây là chữ nghị, còn có chữ lập, chữ thỉ và chữ thù. Lập là đứng thẳng, thỉ là con heo rừng, chữ thù á là cái cây giáo, loại vũ khí ra trận, tức là cái người đứng lại chống chọi quyết chiến với con heo rừng. Người đó là người có nghị lực. Rồi những chữ đơn giản hơn nhưng mà nó dùng các cái gạch xéo, ví dụ như bây giờ xuống dày, dày chúng ta thấy nó giống như là chữ nhân, nhưng mà nó thêm hai cái phết dày thì chúng ta có là chữ quả. Chữ quả ghép vô chữ có thể trở thành là bốn chấm,
quả là lửa. Thấy không? Rồi nếu ta lấy cái gạch ngang này, ta để trên đây cái nữa, dập lửa, thì ta có chữ diệt. Diệt là gì? Là tắt. Làm cho cái lửa đó nó tắt đi, đẩy nó lại, tắt đi. Đó. Vậy thì chúng ta nói chữ Hán, đơn vị của chữ Hán là nét. Ta có thể bất chữ nào ta cũng đếm nét, 1, 2, 3, 4, 5 nét. Và các cái nét đó không có gì phức tạp cả. Lấy từ cái hình mặt trời hay là cái hình sao, một chấm tỏa ra 8 tia ngang dọc và 4 tia xuyên. Khi bạn hiểu được điều này thì bạn nhìn bất cứ cái chữ Hán nào bạn cũng thấy nó không có phức tạp. Bạn thấy cái nét đó đều là những cái nét dễ hiểu, không có gì phức tạp cả. Đó. Vậy thì thứ nhất chúng ta biết chữ Hán tạo từ nét, và các nét cơ bản lấy từ cái hình sao. Tất cả các chữ Hán đều chỉ có những nét cơ bản này. Bây giờ chúng ta mới nói đến cái đơn vị để tạo ra chữ Hán. Thì đơn vị để tạo ra chữ Hán thì người ta gọi nó là bộ thủ. Thủ ở đây có nghĩa là đầu á, giống như thủ đô vậy đó, là cái đô thị đầu của một cái đất nước. Thủ ở đây là đầu. Bộ ở đây á là những đơn vị hoàn chỉnh. Thì người Hoa đó, cái người Hán cổ, họ mới sắp xếp tạo ra những cái chữ đơn vị, ta có thể nói vậy, những chữ đơn vị. Những chữ đơn vị là những chữ là dùng để làm nền tảng. Ví dụ như ta cất nhà đó thì gạch là đơn vị. Nhà nào mà không xài gạch, gạch tạo ra các cái thế nhà đó, xi măng, những cái đơn vị kết dính. Thì chữ Hán đầu tiên người ta tạo ra bộ, và sau khi lọc lựa thì người ta lấy ra 214 bộ. Tức là khi bạn học chữ Hán, đầu tiên bạn cố gắng học 214 chữ mà nằm trong cái chữ đơn vị, cái chữ cơ bản, nó gọi là bộ, tức là 214 bộ. Những chữ nào là bộ? Thí dụ, những chữ bộ là những chữ đơn giản, có nghĩa rõ ràng. Đó. Thí dụ như chữ nhất là bộ. Chữ nhất là bộ, chữ nhị cũng là bộ, chữ nhân là bộ, đó. Chữ khẩu cũng là bộ, khẩu là cái miệng. Chữ vi á, hình chữ nhật lớn hơn cũng là bộ. Rồi chữ thổ cũng là bộ, kim mộc thủy hỏa thổ, năm thứ đó cũng là bộ. Kim nè, kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc thủy hỏa thổ cũng là bộ. Cái này ta lên Google ta tìm 214 bộ chữ Hán thì ta sẽ thấy được những cái chữ Hán là bộ. Cái tai cũng là bộ, thủ. Cái tai thì viết là dây, bộ thủ. Nhưng mà sau này á nó biến quá, dây cũng là bộ thủ.
rồi dày nè bộ trảo, rồi dưới này là thủ. Thủ này là cái tay có móng đó, tay có móng, cái này tay không có móng, cái này là tay của người ta, cái này là loại thú mà không có móng, cái này là loại thú mà chân nó có móng. Chữ này là chữ tài nè, là cũng là hình dáng của cái tay. Rồi cái này là chữ ký nè, cũng là cái tay, nhưng tay này là tay cầm viết. Chữ này là chữ ký, tức là tất cả những cái này nè đó, nó tập hợp lại thành 214 cái đơn vị, người ta gọi nó là 214 bộ. Bộ tức là một cái chữ đơn vị đó. Vậy thì từ nét đó, bạn lấy ra từ cái hình sao, bạn vẽ ra thành 214 bộ. Bộ đó có thể tạo ra từ sự cách điệu của những hình vẽ. Ví dụ như bạn thấy là mặt trời, cách điệu lại là như vậy. Chữ nhật cũng là bộ. Mặt trăng vẽ lên như vậy cũng là bộ. Cái bờ nước chảy, cách điệu lại như vậy cũng là bộ. Rồi mấy ngọn núi vẽ lại như vậy, chữ sơn cũng là bộ. Nhật, nguyệt, thủy, sơn, mà củi, lửa, cháy nè, vẽ lên dày thành chữ quả cũng là bộ. Người ta nè, đi nè, cách điệu lên dày thành chữ nhân cũng là bộ. Có nghĩa là bộ là cái chữ đơn giản nhất. Bộ chỉ là một chữ cơ bản, đơn giản, đầy đủ nghĩa. Vậy thì bạn phải học 214 bộ, cũng giống như các cụ ngày xưa. Bây giờ chúng ta mới nói tới chữ, tức là tự. Tự, chữ. Chữ thì nó có nhiều cách tạo ra lắm. Thí dụ bây giờ ta ghép chữ này với chữ kia, ta làm ra một chữ mới. Ví dụ như trong chữ tự này nè, cái này là chữ miên. Miên là mái nhà. Chữ này là chữ tử. Tử là đứa con trai. Đó là bộ. Nhưng khi ta ghép chữ miên với chữ tử, trong mái nhà ở đó có đứa con trai, thì người ta hiểu cái ký hiệu này là chữ tự, là chữ. Như tự có thể là do người ta ghép nhiều chữ lại, ghép nhiều chữ lại để mà diễn nghĩa. Bằng cái phương pháp này người ta có thể tạo ra vô số chữ, vô số chữ. Vậy là bạn phải nhớ, ví dụ như bây giờ chữ này hình vẽ một người con gái quỳ xuống, chữ này hình vẽ một đứa con trai. Khi ta ghép hai chữ này lại với nhau thì ta có chữ hảo. Vậy là hảo là ghép của chữ nữ là con gái với chữ tử là con trai, ghép lại với nhau tạo ra chữ hảo. Đó là chữ. Còn cái này là bộ, bộ. Còn cái này là chữ. Ta có nhiều cách ghép. Thí dụ bây giờ ta ghép như vậy, chữ này là chữ nhật, là mặt trời. Ta ghép hai chữ nhật là chữ xương. Mặt trời, nhật là bộ, xương là chữ. Mà chữ mà tạo bởi hai mặt trời có nghĩa là sáng láng.
Rồi ba chữ Nhật ghép lại với nhau vậy thì ta có chữ tinh. Tinh là gì? Là ống ánh. Đó là tinh thể. Tinh thể là những cái ống ánh phát ra ánh sáng, ống ánh tinh thể. Vậy thì Nhật là bộ, xương, tinh là chữ. Thì dùng cái cách này chúng ta tạo ra rất nhiều các cái nhóm chữ như là nhất, nhị, tam, như là mộc, lâm, sâm, nhân, tầm, chúng. Thì bạn thấy là cái phần đầu tiên này là bộ. Khi ta ghép cái hai bộ nhất lại, ta có nhị, ba, tam. Mộc là cây, hai cây là lâm là rừng, ba cây sâm là rậm rạp. Người là nhân là bộ, hai người, người đi theo người là tòng, ba người, nhiều người là chúng. Như vậy là bạn đã quen cái cách tạo chữ. Bạn nắm cái quy tắc tạo chữ. Bạn nhớ chữ qua là chữ trong chữ, một chữ có nhiều chữ. Ví dụ bây giờ bạn viết một chữ như thế này. Đó. Chữ này là chữ vi. Vi. Chữ này là chữ nhân. Chữ nhân. Đó. Vậy thì bạn ghép hai chữ này lại là người mà bị bao bọc ở trong này, thì bạn có chữ tù. Tù là nhốt người ta trong đó. Và ba chấm là thủy, là nước. Bạn thêm vô đây chữ thủy nữa thì bạn có chữ loại. Bây giờ chữ này là chữ nhân. Nếu mà gạch trên là chữ đại, đại là lớn. Và nếu bạn để chữ nhân ở trong là chữ đại thì đây là chữ nhân. Nhân là cái họp. Và nếu mà bạn để dưới là chữ tâm thì bạn sẽ có chữ ân. Ân là chịu ơn. Đó. Như vậy là bạn đã quen biết cách từ bộ tạo ra chữ. Bạn dùng nhiều chữ ghép lại theo một câu chuyện để mà tạo ra chữ mới. Thí dụ chữ quốc thì đây là chữ vi, đây là chữ hoa, hoa là vũ khí, can hoa đó. Đây là chữ khẩu, khẩu là con người. Và chữ nhất là thống nhất. Tức là bạn nhìn cái chữ quốc này, bạn thấy ở trong đó có bốn chữ luôn. Thứ nhất là chữ vi, miếng đất. Thứ hai là chữ hoa, là quyền lực, tức là chính quyền. Rồi chữ khẩu là nhân dân. Ba cái thứ này thống nhất với nhau là chữ nhất. Chữ nhất thì bạn mới định nghĩa quốc gia là phải có lãnh thổ, phải có nhân dân, phải có chính quyền. Và ba cái này phải thống nhất lại thì chúng ta mới có chữ quốc. Đó. Còn đọc đó là gì? Không thành vấn đề. Ngày xưa đó các cụ đọc chữ này là chữ quốc, chứ không có đọc là cổ. Đọc cổ thì cái đó là người quan thổi. Còn đọc co, co là người Quảng Đông. Còn chúng ta người Việt thì đọc cái chữ này là quốc. Thành ra tới đây thì bạn đã nắm vững được là chữ hoa là một câu chuyện. Trong đó có nhiều bộ, mỗi bộ có một cái ý nghĩa của nó. Ví dụ chữ này là mặt đất, mọc cây rễ, vậy là ra lá, là bạn có chữ mọc. Ở trên này nó xuất hiện những cái bông thì bạn có chữ hòa, hòa là cây lúa.
Mà nếu bạn ghép vào đây chữ khẩu nữa thì cái chữ này cũng đọc là chữ hòa, nhưng hồi nãy là hòa là cây lúa, còn chữ hòa này là mọi người đều có ăn, đó là chữ hòa bình đó. Hòa bình là gì? Là mọi người đều có ăn. Ở đây có hai bộ, chữ này là hòa là cây lúa, cái này khẩu là cái miệng. Chữ bình, bình là hình vẽ của chữ cán, là bỏ lên đây là hai cái quả cân, nó hình vẽ của cái cân, thành ra chúng ta có chữ hòa bình. Bình là hình vẽ của cái cân, hai bên hai quả cân đều nhau, nó đứng không có nghiêng ngả, tức là ta chia đều cái vấn đề gạo lúa tài nguyên cho mọi người, thì lúc đó chúng ta mới có hòa bình. Chúng ta có hòa bình chưa? Thế giới này có hòa bình chưa? Chưa. Bởi vì ta không có thực hiện đúng cái chữ này. Cái chữ này nói lên là mọi người đều phải có ăn, quyền lợi phải ngang nhau thì ta mới có hòa bình. Thế bây giờ ta ghép cái chữ này, chữ hòa, mà ta ghép vào đây chữ quả thì ta có chữ gì? Chữ thu. Hai chữ ghép lại, chữ này là chữ hòa, chữ này là chữ quả. Quả là lửa, hòa là cây lúa. Ghép lại ta có chữ thu. Ngày nay thì ta viết chữ này là thờ u thu, nhưng ngày xưa thời Nguyễn Trãi Quyến cũng trước bà Nguyễn Thanh Quang thì viết hòa là vậy. Bà họ hiểu thu là cái mùa thu hoạch, cây trái nó chín trên ruộng rơm và người ta đốt rơm để làm phân, thành ra người ta gọi cái hình ảnh ruộng đồng trái, những cái đống rơm bốc trái đó là thu, mùa thu. Còn chữ xuân á, thì người ta lại viết như vậy. Tam là ba, nhân là người, nhật là mặt trời. Tam là ba, nhân là người, nhật là mặt trời. Vậy là mùa xuân là cái mùa mà mặt trời ấm áp, người ta đi dạo, đông người đi chơi, người ta gọi đó là mùa xuân. Đó, bạn mới thấy tất cả những chữ mà chúng ta viết đều có nghĩa hết á. Để tạo ra những chữ mới thì có một cái cách. Người xưa tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách là trong cái chữ có hai phần, một phần á là để diễn nghĩa, một phần á là nhắc cái âm âm đọc của nó. Cái phương pháp này nè giúp cho người ta tạo ra rất nhiều nghĩa, nhất là những chữ nôm. Những chữ nôm ứng dụng cái phương pháp một phần tạo nghĩa, một phần tạo âm, để tạo ra những cái hình vẽ của riêng người phương Nam. Ví dụ bây giờ chữ này là chữ thanh, chữ thanh, thanh là màu xanh, nhưng mà nếu mà người ta ghép thêm bộ thủy vô nữa thì chữ này cũng đọc là chữ thanh, nhưng mà thanh này có nghĩa là trong trẻo, bởi vì nó nước mà. Thành ra nếu không có nước thì chữ thanh này là màu xanh, mà nếu có nước thì cũng đọc là thanh, nhưng mà là trong trẻo. Âm Quang Thoại là xinh, xinh. Âm Quảng Đông là xinh. Âm tiếng Việt là thanh. Đó, bạn thấy người xưa họ tạo cái chữ mới bằng cách một phần chỉ nghĩa, một phần chỉ âm, nhất là chữ nôm. Tôi lấy những chữ nôm
theo cái nghĩa này rất là nhiều. Thí dụ bây giờ ăn thì hồi xưa các cụ học là chữ khất, khất là ăn, ăn sinh là khất thực, có bộ khẩu, bây giờ ăn là có bộ khẩu. Thì chúng ta nói á, ăn bây giờ làm sao có chữ ăn, bởi vì trong cái kho từ chữ Hán đâu có chữ ăn, thì các cụ mới chế ra, mới lấy cái chữ mà an, ở trên là chữ miên, ở dưới là chữ nữ là an, rồi mới ghép kế bên đây chữ khẩu và đọc là ăn. Đó là chữ nôm đó. Chữ này không có trong kho từ chữ Hán. Thì uống, u ô anh đây uống sắc uống, thì trong chữ Hán nó có chữ uông. Uông là cái họ. Chữ này là đọc âm là chữ uông. Các cụ mới bỏ đi cái bộ thủy này để vô đây thay bằng chữ khẩu và tạo ra một chữ thuần nôm là chữ uống, ăn, uống. Nói thì các cụ lấy chữ khẩu ghép với chữ nội làm chữ nói. Nói. Hỏi thì các cụ lấy chữ khẩu ghép với chữ hội để chỉ âm. Hội là chỉ âm, khẩu là cái miệng, vấn đề của cái miệng, thành ra chữ này là chữ hỏi. Chữ dạy học. Dạy học các cụ dùng chữ khẩu. Dùng chữ khẩu đặt kế bên chữ đại, nhắc âm đọc. Đại là gì? Đại là thời đại, một cái khoảng thời gian. Nhưng mà ghép chữ khẩu vô thì các cụ nhắc chúng ta chữ này không phải là chữ thời đại, mà chữ này là chữ thuần nôm, có nghĩa là chữ dạy. Dạy. Tiếng nói. Tiếng thì các cụ lấy chữ tỉnh. Tỉnh là một cái khu á, đặt kế bên chữ khẩu thành ra tiếng. Hồi nãy chúng ta nói rồi, lấy chữ khẩu đặt kế bên chữ nội là nói, tiếng, nói. Cười, lấy chữ khẩu đặt kế bên chữ kỳ, chữ cờ ấy, thành ra chữ cười. Thì sao? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu chữ nôm một cách cặn kẽ. Khi bạn hiểu chữ nôm một cách cặn kẽ, bạn trở lại đọc những tác phẩm xưa đó, những tác phẩm mà viết bằng chữ nôm hay là viết bằng chữ Hán đó, thì các bạn mới cảm thấy cái tư duy của tiếng Việt rất là cao, cao thâm, cao sâu, cao thâm. Và bạn sẽ cảm thấy là ngày nay chúng ta học tiếng Hán không phải học như bây giờ, không phải đi học giống như học tiếng Mỹ, quách cho em rồi chúng ta học nì sao sợ mấy miệng, không phải học vậy. Chúng ta học như người xưa vậy đó, chúng ta học viết ra cái câu, cái người, cái câu đó, cái người Phúc Kiến, người Quảng Đông, người Triệu Châu, người Hải Nam đọc vô hiểu, hiểu hết. Còn cái chuyện đọc thì chúng ta chỉ cần học thêm cái âm quan thoại của cái chữ đó nữa thôi là chúng ta đọc lanh lảnh. Là chúng ta đọc lanh lảnh. Ví dụ như cái này là tối tân nè. Vô tuyến điện thoại cơ, di tu nhập môn vấn đáp. Đó. Tức là gì? Tức là những cái điện thoại không dây, những câu hỏi
vì vấn đề sửa chữa cái điện thoại không dây lỗi mới. Đó là ta đọc theo Hán Việt đó. Còn nếu mà ta muốn nói với người quan thoại thì ta nói là chơi xin vũ xen trên hoa chi quỷ siêu ru mệnh quân tả. Còn nếu ta không có biết tiếng quan thoại, tiếng Quảng Đông, ta cứ viết được cái câu này thì người quan thoại, người Quảng Đông họ cũng đều hiểu là chúng ta muốn nói gì. Cái hay của chữ Hán Việt, Hán Nôm là ở chỗ đó. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng bút, bằng viết, viết chữ, không cần phải thông qua tiếng, mà chúng ta thông qua chữ và chúng ta vẫn có thể hiểu nhau được. Từ từ các bạn sẽ thấy tôi mấy chục năm nay tôi đã sử dụng tham khảo tài liệu tiếng Hoa bằng cái hình thức Hán Việt. Dĩ nhiên tôi cũng học thêm âm quan thoại, âm Quảng Đông, và sau này tôi còn phấn đấu học thêm cái âm Hải Nam để có thể giao tiếp với người Hoa qua tiếng quan thoại, qua tiếng Quảng Đông. Hay là ba tôi nói chuyện với tôi bằng tiếng Hải Nam. Nhưng mà bạn luôn luôn nhớ khởi đầu là chữ viết. Ta nắm được chữ viết mới là cái nền tảng cơ bản của cái việc sử dụng tiếng Hoa. Chào. Hẹn gặp lại.